Em Hoàng Nhung xin kính chào quý cô, chú, anh, chị và các bạn. Rất vui vì được gặp lại mọi người trong video ngày hôm nay. Ngày hôm nay thì em Hoàng Nhung xin gửi tới quý cô, chú, anh, chị và các bạn một chiếc xe mang thương hiệu Cervelo, một thương hiệu rất chi là nổi tiếng, khung sườn full carbon. Xe thì được trang bị bộ group Utegra R8070. Xe có size của hãng là size 48. Chiếc xe này cũng được cửa hàng nhập trực tiếp bên thị trường Nhật về. Bác nào mà quan tâm đến chiếc xe này thì có thể alo trực tiếp cho em theo số điện thoại 0989668195 hoặc nhắn tin Zalo cho em. Bác nào ở gần em cũng xin mời các bác qua trực tiếp cửa hàng để xem xe và trải nghiệm. Cửa hàng có địa chỉ tại Cổ Dũng, Kim Thành, Hải Dương. Cửa hàng rất hân hạnh được đón tiếp các bác. Còn bây giờ thì em cũng xin phép được review chi tiết mẫu xe này và báo khoảng giá để cho các bác cùng tham khảo. Bác nào ở xa mà không đến được cửa hàng thì có thể thông qua video đưa ra cho mình một sự lựa chọn. Cửa hàng em thì có ship code toàn quốc, tất cả các đơn hàng em đều bao ship cho các bác và các bác được kiểm tra hàng trước khi thanh toán ạ. Nhìn tổng thể thì chiếc Cervelo S5 này thì màu sơn cũng rất là đẹp, chất xe thì cực mới. Xe về như nào là em trả các bác như vậy, có bị lỗi hay bị trầy xước gì em cũng sẽ báo ngay ở trong video để cho các bác được rõ ạ. Màu sơn thì rất là đẹp các bác nhé, độ mới rất là cao. Xe thì có size của hãng là size 48. Tất cả những chiếc xe mà về với cửa hàng thì được cửa hàng tuyển chọn rất là kỹ lưỡng rồi, cả về hình thức, chất lượng và giá cả. Nên là các bác cứ yên tâm mua hàng. Khi các bác mua hàng em sẽ cung cấp đầy đủ thông tin, hình ảnh, giấy tờ của xe ghi ở bên Nhật. Em đảm bảo cho các bác là hàng chuẩn, hàng xịn và hàng chính hãng. Đảm bảo cho các bác là mãi mãi về sau này là hàng chuẩn xách tay từ Nhật về các bác nhé. Độ mới rất là cao. Đấy, các bác nhìn xem cái gầm xe cũng rất là mới, không bị trầy xước gì. Rất là bóng luôn. Các bác nhớ đăng ký kênh, bật nút chuông thông báo để cập nhật những mẫu xe mới nhất của cửa hàng và chia sẻ bạn bè giúp em. Em cảm ơn các bác rất là nhiều. Phanh sau Shimano Utegra đồng bộ hoặc nguyên bản theo xe. Rất là mới, rất là bóng ạ. Vành là vành copper, lốp là lốp Continental 5000 nhé. Rất là đẹp luôn, độ mới rất là cao. Cọc in carbon, cọc in nguyên bản theo xe các bác nhé, của hãng luôn. In là in physics, không bị rách hay bị trầy gì đâu các bác nhé. Một chiếc Cervelo S5 bản đặc biệt, rất là đẹp, rất là xịn sò. Bác nào mà thích cái chiếc xe này thì cứ nhấc máy lên và gọi điện cho cửa hàng và em báo khoảng giá để cho các bác cùng tham khảo. Giá của chiếc xe này là 158 triệu. Cửa hàng em có ship code và bao ship cho các bác nhé. Phanh trước Shimano Utegra đồng bộ và nguyên bản theo xe. Vành là vành carbon cao 5 phân các bác nhé. Cửa hàng em thì còn rất nhiều những mẫu xe khác nhau, hàng về liên tục. Bác nào mà thích cái dòng xe nào, size số bao nhiêu, khoảng giá bao nhiêu tiền thì cứ nhắn tin hoặc gọi điện trực tiếp cho cửa hàng để cửa hàng tư vấn cụ thể hơn cho các bác. Phanh trước R8070 Japan, rất là đẹp, rất là bóng. Khung sườn full carbon, không một gân nhọn trầy xước nào các bác nhé. Màu sơn thì rất là đẹp.
đùi đĩa Utigra đồng bộ và nguyên bản theo xe. Có 2 tầng đĩa, tầng ngoài là 52 răng và tầng trong là 36 răng. Rất là mới. Delif Shimano Utegra đồng bộ và nguyên bản theo xe. Độ mới rất là cao các bác nhá. Tất cả đều đồng bộ và nguyên bản theo xe hết ạ. Phanh sau giò 8070 Japan. Vành bánh lốp lát tem mác đầy đủ. Rất là xịn xò luôn. Vâng, vừa rồi em đã quay rất là chi tiết và tổng thể một chiếc Cervelo S5 bản đặc biệt khung sườn full carbon. Xe được trang bị bộ group Utegra R8070. Xe có size của hãng là size 48. Cảm ơn các bác đã xem video của em. Các bác nhớ đăng ký kênh, bật nút chuông thông báo để cập nhật những mẫu xe mới nhất của cửa hàng và chia sẻ bạn bè giúp em. Em cảm ơn các bác rất là nhiều. Em cũng xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video sau. Em xin chào các bác ạ.